em gần đôi mươi. Đạp xe về trên phố quen bóng nghe lòng câu bình yên. Thật sao hồn nhiên. Này em ta áo trắng chạy trên đường xa quá nhanh khiến bao ngày không kịp theo. Chỉ một phút làm quen. Em lặng yên để cho hàng mi nói dừng. Cho lòng bình tĩnh đi nào. Mẹ ơi. Không, nó còn thở nhưng yếu lắm. Mai chỉ bị xỉu thôi. Tránh ra, tránh ra cho Mai thở. Có ai biết hô hấp nhân tạo không? Cậu điên hả? Còn thở mà hô hấp nhân tạo cái gì? Chẳng qua Mai chỉ bị hoảng quá thôi. Điều chắc chắn là trong này thiếu oxy. Có khi chả phải là thiếu oxy đâu. Mà gặp phải một con gián. Mà sợ gián lắm. Mà gặp phải một con gián là xỉu ngay. Tớ thì không sợ gián. Tớ chỉ sợ chuột thôi. Nếu có nước lạnh dội vào mà sẽ tỉnh ngay thôi. Giá của kem lạnh thì chắc chắn hơn nhiều á. Nghiêm túc đi Tuyết. Tới giờ phút này mà còn nghĩ tới đồ ăn. Kê cao đầu Mai lên để cho nó dễ thở. Thế này được chưa? Không, phải cao hết mức cơ. Để tớ đỡ cho. Lạ quá. Sao giờ này tụi nó chưa tới nữa? Chắc Tuyết lại lôi chúng nó vào quán kem nào nữa rồi. Đối với Tuyết ấy, chẳng có gì hấp dẫn bằng ăn cả. Chưa chắc. Có thể Miu đã đưa chúng nó đi siêu thị. Đối với Miu, không có gì hấp dẫn bằng mua sắm. Các cậu thiệt là cứ nghĩ về con gái toàn là nghĩ đến chuyện ăn uống và mua đồ thôi. Thế điều đó không đúng hay sao? Chẳng nhẽ con gái lớp mình chỉ có mỗi bơi và đá banh. Về bơi á thì cậu sẽ có dịp để biết. Còn về đá bóng thì Mai nó đá bóng rất hay. Nó từng được giải thành phố á. Vô lý. Tớ không tin Mai đã nổ quả bóng bàn. Còn nhiều điều lạ mà cậu chưa biết đó Nam. Lạ như lúc này là tụi nó vẫn chưa tới nè. Hay là Miu quên rồi ta? Không có đâu. Miu rất đúng giờ lắm. Đó là điều mà dân ngoại quốc hơn ta. Thế thì gọi di động cho nó đi. Máy của tớ có cuộc gọi nhỏ nè. Số của ai? Số của Miu. Chắc là nó gọi cho tụi mình lúc mà tụi mình còn ở trong rạp á. Không biết có chuyện gì không nữa. Miu chẳng bao giờ gọi khi mà không có chuyện cần. Vậy gọi lại cho Miu và hỏi đi. Mai ơi. Mai. Tỉnh dậy đi Mai. Mai ơi. Tỉnh dậy đi Mai. 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 Mai tỉnh rồi. Nó tỉnh rồi kìa. Mai tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Mai. Cố lên Mai. Nó mở mắt rồi. Ráng lên nha Mai. Thì chúng ta có chết đâu. Tụi mình còn cố được bao lâu nữa? Tớ tin rằng chúng ta sẽ cố mãi mãi được mà. Dựa vào đâu mà cậu tin? Dựa vào thống kê. So với tai nạn giao thông và tai nạn do ăn uống gây ra thì tai nạn trong thang máy là nhỏ vô cùng. Nhỏ nhưng chúng ta lại rơi vào. Tệ thật. Tệ nhất là chúng ta chết khô mà không ai biết. Không ai gọi là anh hùng cả. Cậu thích làm anh hùng hả? Tất nhiên. Tớ xem phim chiến đấu nhiều rồi. Tớ có cảm giác mình sẽ làm gì vinh quang trước khi ngã xuống. Đâu ngờ chết móc trong cái hộp này.
Cậu làm gì thế Tuyết? Tôi đang tìm một khe hở. Tôi tin rằng phải có. Vô ích thôi. Mọi thang máy đều bọc sắt. Sao rồi? Gọi cho Miu nữa đi. Vẫn im lặng. Kỳ lạ thiệt. Đâu mấy cậu gọi thử đi. Đúng là vẫn im lặng. Chỉ có tò tí te thôi. Máy của tớ ấy, không tò tí te mà cũng chẳng tò te tí. Nó cứ khụ khụ ấy. Máy của cậu giống cậu đó Nam. Luôn luôn bệnh khi mà gọi đến bạn bè. Không có gì lạ hết. Miêu vào rạp rồi tắt máy. Nó tuân thủ nội quy. Vậy tại sao Miêu lại gọi cho tớ? Tại sao nó muốn nói gì đó khi đang đi xem phim? Tí gặp thì biết. Cậu làm gì mà sốt ruột thế? Hay là chúng nó không xem phim nữa rồi bỏ về tắt máy cho đỡ quê? Hey, có lý đấy. Chẳng có ai thất thường như con gái lớp mình cả. Sao? Tớ thấy chẳng có lý tí nào á. Thực ra là bọn tớ đã rất là thích buổi xem phim hôm nay. Bọn tớ đã bàn từ trước. À, ra thế hả? Các cậu chỉ là người bị mắc mưu thôi. Nhưng mà trong đám nó còn có Hùng nữa. Hùng sẽ không dễ dàng bỏ mấy cậu đi vậy đâu. Bình thường ấy thì không dám. Nhưng mà đi với mấy cô xinh đẹp ấy thì chẳng biết được đâu. Thôi, đừng có nghĩ quẩn nữa. Giờ mấy cậu đứng đây chờ đi. Để tớ chạy qua rạp bên kia coi sao. Ồ, ba này ấm đầu thật ơi. Không, Ngọc nói rất rất có lý. Hay tớ đi với Ngọc nghe Nam. Thôi được rồi, tớ đi mình cho. Cậu đứng đây mà chờ với giáo sư Nam của cậu đi. Tại sao? Cậu làm gì đó Tuyết? Tớ dò tìm. Tìm bằng miệng sao? Không, bằng mũi. Mũi tớ còn nhạy hơn miệng. Đây rồi. Gì, gì đó? Tớ thấy có một tia gió mát. Nắng mới có tia bà khùng ơi. Không, ở trong phòng kính gió cũng thành tia. Rõ ràng là ở đây có một khe hở nhỏ. Hả? Thiệt không? Thử xem. Đúng rồi. Áo mặt hồi đó là dễ thở ngay. Nên mày lên cho nó thở. Trời ơi, sao má không thở? Tại mũi nó ngắn quá, đưa nó cao lên. Kể ra thì Ngọc cũng đúng. Tớ có cảm giác đang có chuyện gì xảy ra. Nếu bình thường xem phim xong chúng nó phải lên đây hoặc liên lạc với mình, chứ không khi nào im lặng lâu như thế. Chuyện gì? Động đất à? Hay sao hỏa tấn công? Cậu có vẻ thản nhiên. Hay cậu xem phim về thảm họa nhiều quá? Ừ, nhưng càng xem tớ lại hiểu ra thảm họa chỉ có ở trong phim. Cuộc đời nhàm chán lắm. Sao lại nhàm chán?
Trong thảm họa ấy, các nạn nhân chết rất chi là vinh quang. Còn trong cuộc đời ấy, lại chết rất chi là tẻ nhạt. Tẻ nhạt nhất lúc này là hai đứa mình cứ đứng ngơ ngác ở đây, trong khi một đứa con gái như Ngọc xông pha đi tìm bạn. Gớm ông ơi, ông đừng làm bi thảm thế. Đi tìm bạn trong siêu thị đã thế lại còn đi cầu thang máy. Đáng chi gọi là sông mới chập pha. Cũng phải. Này, chàng ơi, đừng có vội thế mới đã sinh lèo nhèo mà đã vội xúc động. Các cô ấy sinh ra là để lèo nhèo, là muốn cho chúng ta lo lắng, hiểu chưa? Sao cậu nói như một ông già vậy? Cậu lấy đâu ra lắm kinh nghiệm thế? Tớ đẹp trai anh cậu. Lúc nào tớ cũng được các cô gái bu. Tớ thờ ơ và tớ chẳng quan tâm. Nhưng tớ vẫn hiểu rằng các cô là như thế, luôn tỏ ra nhăn nhó để có vẻ nội tâm. Trời ơi, mấy tỉnh rồi kìa. Mấy tỉnh rồi. Mấy tỉnh rồi. Tớ đang ở đâu? Trong rạp chiếu phim, trong quán kem, trong phòng máy lạnh. Các cậu nói dối. Quán kem mà nóng thế này. Kem kiểu mới, kem chiên. Không. Hình như đang trong thang máy. Trong thang máy. Thang máy đang nghỉ dây lao. Đến bao giờ? Thôi, đừng pha trò nữa. Mai à, tụi mình vẫn còn đang bị kẹt trong thang máy. Nhưng mà cậu đừng lo, nhất định thì tụi mình cũng sẽ chui ra được mà. Chui ra bằng cách nào á Miu? Chúng mình sẽ bay lên như bốn quả bóng bay, rồi thoát ra khe cửa. Cậu đừng lo mà, thế nào cũng sẽ có người đến cứu chúng ta. Ai cứu chứ? Các bạn chúng ta. Các bạn chờ lâu, thế nào cũng sẽ đi tìm bọn mình. Tớ chỉ sợ các bạn ham vui, xem phim xong khề khà ra hàng dãy khác ngồi, khề khà đọc thực đơn, rồi khề khà nhấm nháp ly cam lạnh. Sau ba lần khề khà như thế, các bạn mới hỏi nhau, rồi mới đi tìm. Ngọc không phải người vậy đâu. Đúng. Ngọc rất lo xa. Nhưng còn Nam á, thì hơi hời hợt. Tớ chỉ sợ rằng Nam chỉ biết đút tay vào túi, hít sáo và ngồi chờ. Cậu hít sáo bản gì vậy? Cậu ấy thì làm sao mà hiểu được? Đó là một bản nhạc tình. Các cậu, tớ tìm kỹ bên rạp bên kia rồi mà không thấy. Cậu đã tìm kỹ chưa? Tìm tất cả mọi nơi chưa? Tớ tìm kỹ lắm rồi, tớ hỏi cả người xách vé nữa mà. Họ làm sao mà biết được khi khán giả có cả ngàn, biết bao nhiêu khán giả, đủ các loại thành phần ra vào? Nhớ chứ, tại vì học sinh trường mình ăn mặc có giống ai đâu. Đúng, chúng ta là duy nhất, dù có ở trên mặt trăng nhìn xuống cũng thấy. Mặt trăng thì hơi quá, nhưng mà rõ ràng đồng phục học sinh trường mình không lộn đi đâu được đâu, không ai quên được đâu. Các cậu lầm cầm quá à? Đây là thành phố, đây là trong siêu thị, chứ không phải là rừng rậm. Nam, cậu thờ ơ quá vậy? Tớ bắt đầu cảm thấy sợ cậu rồi đó. Tớ cũng thế. Không phải là thờ ơ, mà là hiểu biết. Các cậu thử nghĩ mà xem, chúng nó là ai? Chúng nó là học sinh lớp 12, to tướng rồi đấy. Chúng nó vừa thông minh nhanh nhẹn này, đã thế lại có thêm Julie Mew, hiện đại, nói tiếng Anh thì như cháo, sợ cái gì? Cậu nói cũng có lý, nhưng Ngọc sợ cũng có lý.
Chắc cậu đã quên đi một cái lý. Đó chính là lý bạn bè. Khi bạn bè của chúng ta gặp một dấu hiệu gì đó khác thường thì tốt nhất chúng ta phải làm một điều gì đó hơn là cứ đứng như thế này. Các bạn ơi, tình thế đã quá rõ ràng. Chúng ta bị kẹt trong thang máy rồi. Biết rồi. Nhưng thang máy có kẻ hở, chúng ta không chết ngạt được đâu. Nếu ta không thở mạnh. Nhưng chúng ta sẽ chết đói. Một bịch bắp rang thì sống được mấy ngày. Rõ ràng có kêu la cũng vô ích mà. Không, ta phải làm cái gì đó. Một cái gì đó thôi. Lại đi tìm nữa đây. Tớ sẽ đi với cậu. Tớ cũng không đứng đây chờ được nữa. Thôi, nếu hai đứa đã quyết định thì hai đứa cứ việc đi làm. Tớ về. Sao lại về? Cậu bỏ vị trí à? Vị trí nào? Tớ đứng khác ở đây à? Cậu không hiểu hả Nam? Tụi mình đã hẹn với các bạn ở đây rồi. Bây giờ cậu phải đứng ở đây chờ. Vì lỡ trong khi tới với Bắc đi tìm, các bạn quay lại không thấy thì sao? Cái đồ đồ ích kỷ. Tớ đứng ở đây thì cậu bảo tớ thờ ơ. Tớ bỏ đi thì cậu lại kêu rằng tớ ích kỷ. Chắc bây giờ tớ hóa đá thì cậu yên lòng ha. Cậu phải đứng đây chờ. Nam, đừng nhúc nhích. Cậu điên à? Cậu sao lại cho tớ từ khi nào thế? Đứng đây không nói nhiều. Không. Đừng để hai đứa phải đi đến nhau đó nha. Thôi trời ơi, hai cậu bị điên rồi hả? Tớ cũng hơi điên rồi. Mình đi. Các bạn ơi, tớ không muốn chết. Điên à? Sao nói tới chết? Chúng ta còn biết bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu bộ phim chưa xem, bao nhiêu món ăn còn chưa nếm hết. Tớ cũng biết thế, nhưng tớ tuyệt vọng mất rồi. Tớ cảm giác mình sẽ ở đây thêm vài ba năm nữa. Đúng là trong khi chờ ai đến cứu, chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó. Nếu không, điên lên hết. Mỗi chúng ta hãy kể một câu chuyện về mình đi. Chuyện gì? Thích kể chuyện gì, nhưng phải là chuyện thật cơ. Tại sao phải thật? Tại vì trước khi chết, người ta không nói dối bao giờ. Đừng nói tới chết nữa, ghê quá à. Sáng kiến của bạn Miêu hay đấy. Tớ sẽ kể trước.
Nam ơi, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Thật không? Cậu bình tĩnh đi. Thở đi đã nào. Xe chúng nó vẫn còn ở trong hầm dưới xe, mà trong rạp thì không còn ai cả. Chẳng có lý do gì mà tụi nó về để xe lại mà không chào với tụi mình nữa. Ừ, tớ công nhận cũng hơi vô lý thật. Không những vô lý mà còn quá kỳ quái, cứ như bạn bè ta bị bốc hơi vậy. Có khi các chàng và nàng vẫn ngồi nghiêm trang trong rạp đông người vì có quá nhiều cảm xúc dâng lên thì sao? Không có đâu. Tới giờ bác đã xin nhân viên đi kiểm tra lục hết các phòng rồi, rõ ràng là trống trơn. Có chăng cũng là chuột đang có cảm xúc mà thôi. Tóm lại, tớ đã cảm thấy hoảng sợ thật rồi. Tớ thấy cần phải ban hành ngay lệnh báo động. Thôi được, chúng ta hãy báo công an vậy. Không được, công an chỉ giải quyết những trường hợp vắng nhà sau 24 tiếng. Rõ ràng là tụi mình không đủ thời gian, cho nên tụi mình phải tự đi tìm thôi. Nam, lần cuối cậu gặp chúng nó là ở đâu? Ở đây chứ ở đâu. Tớ vẫn còn nhớ như in trong tim hình ảnh Tuyết ôm trong lòng, bịch bắp rang to tướng. Nam, cậu phải cố nhớ lại từng phút một. Phải nhớ như một bộ phim chiếu chậm vậy đó. À, tớ nhìn theo rồi tớ đi theo. Đi tới phương trời nào? À, nhớ rồi. Ở cổng thang máy. À, vậy bọn mình đến thang máy ngay đi. Đi. Kể đi Miu. Kể đi. Ngày xưa, khi tớ còn bé. Bây giờ vẫn bé. Nhiều chuyện. Hồi bé, ở bên anh, tất cả các học sinh bên anh đều mê một bộ phim truyền hình có tựa đề Hoàng tử sao vương. Mê vì phim ấy rất hấp dẫn, và hơn hết là anh chàng hoàng tử rất đẹp trai. Như tới chứ gì? Không, anh ấy đẹp theo kiểu quý phái, còn cậu thì đẹp theo kiểu ngây thơ. Ngây thơ mới quý. Im, để nó kể. Anh ấy đẹp trai tới mức mà hầu như tất cả các nữ sinh bên anh thời ấy đều coi là thần tượng, và tớ cũng thế. Rồi sao nữa? Rồi một hôm, nghe ở trên xe buýt thì tớ phát hiện ra anh ấy đang đứng kế bên mình, cảnh sát bên luôn. Sát như trong này chứ gì? Để Miu kể. Tớ mừng lắm, giờ hồi hộp lắm. Tớ muốn xin chữ ký và số điện thoại của anh ấy, nhưng miệng tớ cứ cứng lại. Xe buýt chạy 30 phút rồi mà tôi không nói được, và tôi cũng không thốt nên lời. Tiếc thật. Tôi cũng cảm thấy tiếc. Tôi muốn bắt chuyện với anh ấy, nhưng rồi lại không dám. Rồi xe buýt dừng lại và anh ta chạy xuống. Có thế thôi hả? Anh ta bước xuống, rồi bất ngờ chạy lên và hỏi tớ: "Xin lỗi, bạn tên gì? Tôi có thể xin số điện thoại của bạn được không?" Tớ kinh ngạc nói: "Sao anh không hỏi từ lúc nãy?" Và rồi anh ta lắp bắp trả lời: "Tôi muốn lắm, nhưng không dám, vì bạn quá xinh đẹp." Trong lúc ấy thì xe buýt lăn bánh và anh ta phải bước xuống. Xạo. Không xạo, chuyện thật. Từ lúc đó
tớ mới hiểu rằng không bao giờ được bỏ qua cơ hội trong đời và không bao giờ được coi thường chính bản thân mình. Đây rồi, chúng nó bước vào cái cửa thang máy này. Cả bốn đứa, mặt đứa nào cũng tươi cười như bước vào cửa máy bay, cất cánh đi gặp ông già Noel. Nam ơi, bây giờ không phải là lúc gian dẻ đâu. Cậu có chắc không? Chắc chứ. Tớ có thể kém nhiều thứ, nhưng còn về trí nhớ thì không. Sao nhìn cái thang máy này kinh quá vậy? Chẳng khác gì một cái thùng phi vậy. Đây là thang máy nội bộ, không dành cho khách xem phim, chỉ dành cho bắp rang bơ, khoai tây chiên hoặc giấy chùi mồm thôi. Nhưng mà tại sao các bạn lại vô đó? Tớ thấy ngoại trừ Tiết ra có đứa nào giống bắp rang bơ đâu. Tớ hướng dẫn cho chúng nó vì chúng nó đang vội, đang cần xuống nhanh. Trời ơi, cậu hại các bạn rồi. Hại gì chứ? Bản thân tớ đây này, vẫn đi thường xuyên, có sao đâu. Tớ vẫn tươi cười và thơm phức đây này. Trời, tại sao nó không mở? Nó đang lên hoặc đang xuống, cậu cứ chờ đã. Chờ đến bao giờ? Cậu hỏi tớ thì biết hỏi ai? Hỏi cái thằng mày đây này. Chuyện của cậu rất hay, nhưng mà hơi thần thoại. Cái gì hay đều là thần thoại mà. Mời bà con nghe chuyện của tớ. Có một lần tớ bước vô một cửa hàng ăn. Chuyện của cậu lúc nào cũng có ăn cả. Không, chuyện này chỉ có uống. Tớ vô cửa hàng ăn, tớ mua một ly nước ngọt hảo hạng. Tớ bưng ly nước tới một cái bàn trống, nhưng không có ghế. Tớ để ly đó, đi tìm ghế. Vác về thì thấy một chàng trai đang ngồi đó uống ly nước của tớ một cách say sưa. Trai có đẹp không? Tớ không quan tâm. Tớ chỉ thấy cái ly nước đã gần hết. Tớ xông tới túm áo anh chàng và hét: tại sao anh dám uống ly nước của tôi? Tớ hét to đến nỗi cả tiệm đều quay lại nhìn. Tớ cũng đoán là cậu sẽ hét to. Như sấm. Rồi anh ấy sao? Anh ta mỉm cười nhìn tớ và nói: đây là ly của anh, ly của em vẫn ở bên bàn kia kìa. Thì ra tớ đã nhầm bàn. Quê thật. Tớ công nhận là quê. Từ đó trở đi, tớ luôn mang đồ ăn, đồ uống cạnh mình, chứ không bao giờ để đó. Rõ ràng là nó không chạy. Nó cứng đời như trí tuệ của cậu. Nam à, không chạy thì nó đi đâu? Đi tới thiên đường hay địa ngục? Bấm lại xem nào. Tay đàn bà con gái mềm nhũn, có bao giờ làm được cái gì nhúc nhích đâu. Bấm mở đi ra. Bỏ tay ra. Mở ra. Bỏ ra rồi. Gấp. Bỏ ra nào. Thấy chưa? Cửa vẫn không mở. Nó bất động hoàn toàn rồi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Đứa nào dại dột lắm mới chui vô trong đó. Đúng là dại dột thật. Lối dành cho người không đi. Đi lối dành cho bả kẹo cao su với bánh kem giảm giá. Nhan trừ mũi và nước la sàn nhà nữa chứ. Thôi đừng oán trách nữa. Chúng ta phải gọi người thôi. Người ở đâu? Chúng ta gọi bảo vệ.
Ở bất cứ rạp nào trong thành phố cũng có những người như vậy. Nhưng nhỡ giờ này ông ta đang ngủ sao? Thì mình khiêng vậy. Mình sẽ la hét, mình kêu khóc, mình làm bất cứ mọi cách nào đó để họ đến đây. Thôi, cậu đứng trong ở đây, tới với Ngọc sẽ đi. Đi. Nào, bây giờ tới lượt ai kể? Ta. Nào, kể đi. Thú thật, tớ không có chuyện. Tớ chỉ cảm giác mình thật may mắn. May mắn. May mà tớ vào đây cùng các cậu. Những người bạn tốt. Nếu một mình bị kẹt ở đây thì tớ chết lâu rồi. Chuyện của cậu chán quá. Theo tớ, chuyện của cậu rất hay. Anh ơi, bạn em vô đây rồi không thấy ra nữa. Có chắc không? Chắc chắn anh. Kể cũng lạ, theo như em được biết thì thang máy chỉ hỏng khi bị cúp điện thôi mà. Đúng. Nhưng đây là thang máy cấp cứu, sử dụng hệ thống điện riêng. Tại sao vậy? Để khi xảy ra sự cố, nếu tòa nhà này mất điện thì thang máy vẫn sử dụng được. Rất hay. Nghe thì hay, nhưng mà thực tế cái gì cấp cứu thì ít dùng, mà cái gì đã ít dùng thì chả mấy ai quan tâm. Nên hệ thống điện riêng này rất hay trục trặc. Vậy là bạn em gặp trục trặc rồi. Có thể. Đi gọi thêm người, nhanh lên nhanh lên. Có người tới kìa. Ê, 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 ê. Xuống xuống xuống. Anh, thang máy cấp cứu phải không anh? Phải, nhưng hình như nó đang hư. Là làm sao? Là thì nó treo lơ lửng hay là rơi xuống dưới tầng hầm? Thế thì tớ đi thang bộ. Bây giờ đến lượt tớ kể. Bắt đầu đi. Chuyện của tớ rất khác thường, rất ly kỳ và vĩ đại. Nghe đây. Không vĩ đại, cậu đừng kể nha. Tại sao thế? Tại vì có thể đây là lần kể chuyện cuối cùng của chúng ta. Không thể cuối cùng được. Chúng ta không thể chết ở đây. Đừng hét to thế. Tớ cứ hét. Chúng ta không thể chết ở đây. Không chết ở đây được. Chúng ta phải thoát ra. Không, không ơi. Không. 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 Mình đánh ra. Ai mà. Đừng. Không ơi. Thôi. Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Hãy
Ngày xưa có một ông vua. Sao cậu biết? Biết chứ. Những chuyện như thế cũ xì. Chuyện này không có vua, chỉ có tớ. Các bạn có ở trong đó không? Miu ơi! Tuyết ơi! Mai ơi! Im lặng. Tuyết ơi Tuyết! Các bạn lên tiếng. Ngày xưa. Không! Im lặng. Vậy? Im lặng. Tuyết ơi. Hình như có ai đó đang gọi chúng ta. Ôi thò lên. Mai ơi. Hùng ơi. Hùng ơi. Các bạn có ở trong đó không? Tuyết ơi. Mai ơi. Tuyết ơi Tuyết. Hùng ơi. Các bạn lên tiếng đi chứ. Gọi Thon nó lên. Tuyết ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Gọi Thon nó lên. Hùng ơi. Mai ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Gọi Thon nó lên. Các bạn ơi. Mai ơi. Các bạn ơi. Tuyết. Hùng ơi. Tuyết ơi. Hùng Miêu ơi. Ơi. Rõ ràng là có tiếng kêu mà. Không. Rõ ràng mà. Sao các bạn không lên tiếng vậy? Hùng ơi! Tuyết ơi! Hùng ơi! Tuyết ơi! Tớ nghe thấy rồi. Vậy thì trả lời đi. Bọn tớ đây nè. Các bạn ơi! Các bạn ơi! Bọn tớ đây nè! Trả lời. Tớ không nghe gì hết. Cứu bọn tớ với. Các bạn có nghe không? Các bạn ơi bọn tớ đây nè. Cứu bọn tớ ơi. Các bạn ơi. Đúng rồi. Có mà. Các em ở đây, tôi đi gọi nhân viên kỹ thuật. Dạ. Chúng ta ở đây nè. Mọi người ơi. Chúng ta ở đây nè. Chúng ta ở đây nè. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Chúng ta ở đây nè. Có nghe gì không? Trả lời đi. Các bạn. Các bạn ở đây. Chúng ta nè. Các bạn ơi. Trần tử. Để nghe xem có tiếng đáp lại không. Bỏ đi thật rồi. Không ai cứu chúng mình hết. Kêu nữa đi. Cứu chúng ta đi. Không, không kêu nữa. Không kêu nữa các bạn. Tại sao? Tại tiếng kêu không phát ra được. Chúng ta phải hát lên. Hát hả? Ừ, hát thì mới phát ra được. Hát bài gì? Cái cậu theo tớ này. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát văn. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi nơi đây hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay ta bước vững vàng.
Như tiếng nước đi hát thiết tha trong lòng. Như những ngân mắt mắt vui chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè. Những người muốn đưa muôn với bao hy vọng. Những sóng gió bao tố có nhau trong đời. Và nhớ hãy sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau không rời, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và nhớ những nước mắt của ngày. Bấm nút thang máy đi. Bấm xuống đi các bạn. Bấm nút đi Tuyết. Nhanh lên. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cánh. Các bạn ơi. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Tớ bỏ quên một thứ. Cho những đôi thai